Rồi thì trong giai đoạn giữa tháng này là trong giai đoạn giữa tháng này á, thì là cái sự kiện nhà cầu nguyện này á là sẽ ra mắt vào ngày 13 tháng 9. Thì tôi tính là sáng hôm nay tôi làm, nhưng mà tôi định để ngày sáng 13 tôi làm luôn. Hôm nay tôi làm và tôi công chiếu vào ngày sáng 13 cho mấy em coi. Thì cái việc mà nhà cầu nguyện này bình thường thì ra mắt mọi con như bao ngày thôi, nhưng mà đặc biệt lần này là nhà cầu nguyện là cho thêm con DK. Thì cái việc mà ra thêm con DK như thế này á, là nhà phát hành là cho mấy em hai sự lựa chọn. Nó cũng là đưa thông tin, cũng là đưa thông tin và cũng đưa ra cho mấy em một lời cảnh cáo, vậy như một lời một sự lựa chọn. Một là hiện tại mấy em nào mà chưa có con DK á, thì đó nhà phát hành kêu đó là tao đã ra như thế này là chắc chắn là con DK nó sẽ không có là chiêu mộ định hướng. Đó, nhà phát hành ra như thế này là chắc chắn con DK nó sẽ không có chiêu mộ định hướng. Cho nên đó, tụi mày phải quay. Một là tụi mày muốn an toàn, tụi mày quay, tụi mày dư đá thì tụi mày dùng tiền để đổi con DK này. Đấy, thì trong nhà cầu nguyện. Thì nhưng mà đổi với mức 800 xu này, 800 xu này là đổi hơn 1 triệu. Cái 800 xu này như là hơn 1 triệu. Hồi xưa cái siêu trừ kỹ là đổi móc đô, móc 1 triệu, nói chung là hơn 1 triệu. Thì 1 triệu để sở hữu con DK này thì có đáng hay là không? Câu trả lời của tôi là không. Đấy, câu trả lời của tôi là không. Nhưng nếu như trong trường hợp mà đặc biệt là những con tướng mà limited như thế này thì có khả năng mấy ông quay 180 vé không ra con tướng là chuyện bình thường nha. Ở server mới có rất nhiều người cái thời điểm con skin quay không ra con skin rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Con tăng tớp thì nó dễ, nhưng mà tới giai đoạn con năm đầu nè, đặc biệt là con năm đầu nè, con DK nè, con xương rồng nè, là ba con không thể, ba con mà tới bây giờ như tôi là người chơi server cũ mà tôi còn chưa có con xương rồng, tôi còn chưa có con năm đầu, thì khi mà quay những con tướng đó nó rất là khó. Thì cái việc mà mấy ông sẽ phải lựa chọn, nếu mấy ông nạp nha, thì tôi phân tích thôi, mấy ông nào mà nạp nhiều muốn an toàn mấy ông đổi lấy con DK để cho mấy ông an toàn, trong tránh cái trường hợp mà mấy ông quay 180 biến nó không ra. Nhưng đã mà nhà giàu rồi đó, đã nhà giàu rồi thì thường là mấy ông sẽ quay DK ở Quách Kình 2, cho nên là mấy ông sẽ không lo cái việc mà quay, chẳng lẽ quay ở Quách Kình 2 thì mấy ông làm sao mà không ra tướng được. Cái chuyện đó thì rất là khó xảy ra, chỉ có trường hợp là quay ở Quách Kình 1 á, là mấy ông mà ra lỗi sớm á nhưng mà không có tướng á, thì đó mới là vấn đề. Tiếp tục nha, là theo góc độ là con DK này đối với server cũ, thì server cũ thì mấy anh em sẽ có cái gì? Thì server cũ mấy anh em sẽ có ví vay, cái ví quay siêu việt là cái ví tím đó, thì mấy anh em quay bảo hiểm. Nhưng cái ví quay siêu việt đó nó có thể tập, điển hình nhất là ạc gần đây nhất mà tôi đăng trong cái đợt quay con tăng tớp là tôi quay móc bảo hiểm 80 ví nó tập đó, là bây giờ là nạp sẽ bị tạch. Cho nên là mấy ông suy nghĩ đi, là mấy ông có trường hợp là mấy ông là có nên để quay hay là không. Cái bây giờ là chọn quay vía siêu việt. Tôi là trường hợp quay vía siêu việt, đây tôi mở cho mấy ông coi là tôi quay ra, đây là tôi quay ra nha, trường hợp đây là tôi quay ra là cái vía siêu việt, là đây là tôi quay ra con DK, đây là tôi là trường hợp là tôi quay ra con DK, đây là tôi mới quay ra đợt trước, tôi cho mấy ông coi lên tôi chưa nâng gì hết luôn, tôi quay ra con DK. Còn trong trường hợp tạch là cái trường hợp mà đợt trước tôi mở ra tôi quay con tăng tớp xong nó tạch, nó có tỷ lệ tạch nha, nó không, nó bảo hiểm đồng ý là mấy ông chọn bảo hiểm con đó, nhưng mà tỷ lệ tạch nó ra con khác là chuyện bình thường. Đấy, thì cái việc này là ra như thế này là chắc chắn con DK nó sẽ không có chiêu mộ định hướng. Thì vậy có nên lấy hay là không là tùy thuộc vào nhân phẩm của mấy ông. Nhưng tôi khuyên mấy ông nạp tiền nha, thì nếu mấy ông nạp mấy ông nên suy nghĩ về con DK. Còn mà mấy ông mà nạp mà đã quay con ở Quách Kình 2 rồi thì mấy ông không có lo cái chuyện mà quay không ra tướng, tại quay ở Quách Kình 2 thì kiểu gì nó cũng ra tướng hết á nha. Quay kiểu gì nó cũng là quay ở Quách Kình 2 thì kiểu gì nó cũng ra tướng. Tại sao? Mấy ông sẽ quay rất nhiều stack. Mà đối với tôi quay á nha, là tôi là một thằng quay ặc lọc, sẵn có lọc trên kênh chat đây luôn, là tôi quay ặc thằng lọc. Tôi quay cho nó hai ặc DK, là hai ặc của nó đéo có tướng, và lần đầu tiên tôi xíu quay ặc nó tôi tạch là tôi quay tới stack 180 là nó mới nổ con tướng, là 180 là vừa nổ cái lõi vừa nổ con tướng. Đấy, là tôi quay cho nó hai hạt luôn, đều là như vậy, là đều một sách từ tất 180 hết. Thì tôi mới nói là cái việc mà không có tướng thì nó rất là quan trọng. Nhưng mà có lại cũng có một câu chuyện nữa, ngày xưa có một cái hạt server hình như là 230 mấy á, quay con chày 420 ví không ra tướng là chuyện bình thường. Thì khi mà cái game này là đã là game gacha, mấy anh em hiểu nên nhớ nha, game này là game gacha.
thì tất cả mọi loại khả năng đều có thể xảy ra. Này mấy anh em trên kênh chat mấy anh em hiểu vấn đề, nhưng là có những người ta đã chứng kiến là người ta quay 400 vé hay 300 vé là không ra con tướng là chuyện bình thường. Cái đợt con chày là đợt con minh chứng rõ nhất là về cái việc mà không ra tướng. Và con skin cũng vậy, cho nên khi mà mấy anh em quay thì mấy anh em phải chấp nhận là nếu mà nó không ra là mấy anh em phải nhớ game này là game gacha, nhớ nha, game này là game gacha. Thì cái việc không ra con tướng nó là chuyện bình thường. Còn đối với tôi là tôi quay tới thời điểm hiện tại, không phải nói thời điểm hiện tại là 2 tháng gần nhất, là tháng con tăng tớp với lại con skin không thôi, là tôi đã quay hơn gần 3 tháng gần nhất là tôi quay gần 100 cái ạc rồi. Thì hầu như là tôi chưa có cái ạc nào mà tôi chưa ra tướng hết. Thì cái trường hợp mà đối với tôi thì cái việc tướng nó rất là dễ, nhưng trong tương lai có thể ra không ra tướng là chuyện bình thường. Tôi nói ví dụ như là con năm đầu, tôi chưa có con năm đầu, nhưng mà con năm đầu tôi chỉ định lấy Awakening 1 thôi. Và con xương rồng chẳng hạn, con xương rồng con năm đầu. Rồi con nào của ta, tù nhân du hí tôi cũng có rồi. Hầu như là tất cả các con sau tôi cũng có hết rồi. Cho nên thì cái việc mà quay không ra tướng là cái trường hợp mà xui lắm. Xui lắm mấy anh em quay bảo hiểm thì mới không ra. Nhưng mà con DK này thì tôi nghĩ là có khả năng thì nó sẽ cho mấy anh em về bờ hết thôi. Tại vì nó là co cho nên nó sẽ rất là dễ ra. Nói chung là sẽ có người này người kia, không ai chắc chắn được điều gì. Nhưng mà thì tôi nghĩ là nếu mà mấy anh em nào có điều kiện thì mấy anh em nên lấy, còn mấy anh em nào mà không có điều kiện thôi thì không cần cố. Còn cái việc mà quay không ra thì thôi thì chịu thôi, chứ biết sao giờ. Thì mấy anh em cứ tích lũy cái vía siêu việt mấy anh em quay, nhưng mà cứ có lỗi con đi cay trước đã, chỉ cần có lỗi thôi là được. Còn tướng có hay không thì tương lai trước sau gì cũng có, tại vì sau này con đi cay này nó cũng sẽ vô ví đỏ, nó chỉ cho vô ví đỏ để mấy anh em quay, cho nên là kiểu nào nó cũng ra đấy rồi. Nhưng mà ra khi nào thì không biết nha. Đó, nhưng mà ra khi nào thì không biết, nhưng mà quan trọng phải có lỗi con đi cây trước. Tại vì nè, để tôi giải thích cho mấy anh em tại vì sao. Tại vì sau này á, trong vòng quay, để tôi kể cho mấy anh em tại sao là tôi nói là sau này trước sau gì mấy anh em cũng có con đi cây. Tại vì trong cái sự kiện Tết lần trước á, trong cái sự kiện Tết thì mà chung hay là một cái sự kiện mà cho con bắt co á, thì khi mà nó sẽ cho cái vòng quay thì mấy anh em quay cái vòng quay thì kiểu nào cũng quay cái rương tướng. Thì trong cái rương tướng á là nó sẽ cho mấy anh em chọn. Thì nó sẽ cho mấy anh em chọn con tướng, thì chọn một là chọn đi cây, hai là chọn mực, ba là chọn cái con gì đó, thì mấy anh em chọn đi cây vậy thôi. Chứ ai đâu mà chọn mực làm chi, lúc đó mấy anh em chọn đi cây. Đó thì cái câu chuyện nó rất là dễ, tại vì dễ là câu chuyện của tương lai, nhưng còn server hiện tại server Việt Nam thì nó sẽ khó. Đó thì còn mà chờ tới Tết thì ai đâu mà biết Tết nó có ra hay là không. Đấy. Thì cho nên là để mà an toàn nhất thì là một là bỏ một củ ra, bỏ hơn một củ ra, lấy con đi cây về cho an toàn. Rồi mấy anh em quay hên xui. Còn nếu mấy anh em tự tin vào nhân phẩm của mấy anh em thì cứ quay thôi. Tại vì con DK này nó là một con tướng là LSR và nó có bán trong game, cho nên là nó không có quay định hướng đâu. Đấy. Đấy cho nên là mấy anh em cứ thế mà phát huy thôi. Còn mà để mà kêu mà cái trường hợp mà mấy anh em gửi tôi quay mà cái trường hợp mà quay ra lỗi sớm mà không ra tướng là chuyện bình thường. Cái câu chuyện tôi đang nói ở đây là quay 180 vé mà không ra con tướng, nó là câu chuyện rất nhiều người xảy ra. Đó cho nên là ở tình hình hiện tại là server Việt Nam chưa ra bảo hiểm tướng. Phải chừng nào mà hình như server C ra bảo hiểm tướng cho ta, hình như chưa ra luôn đúng không? Server C hình như là chưa ra bảo hiểm tướng đâu, chưa ra bảo hiểm 360 đúng không? Tôi nghĩ mà để bây giờ mà server C ra bảo hiểm 360 là chắc phải tới UR. Server C bây giờ là cũng ngang server chung á, cũng xem đu gần cái server chung á, mà server C còn chưa ra bảo hiểm 360. Đúng không? Thì server Việt Nam là chắc cũng chưa ra đâu, cho nên là mấy anh em cứ ngồi thắp nhang đi là vừa. Còn mà server chung á thì cái thời mà tôi quay bên server chung là tôi quay con gần nhất bên server chung là con nào ta, trước con tù nhân du hí hình như là con zombie man hay là con xương rồng gì đó, là nó đã có bảo hiểm tướng rồi. Còn server C hiện tại cũng chưa có luôn, nên server Việt Nam còn chờ tới mùa quýt, cho nên là mấy anh em cứ lo dần đi là vừa. Còn cái việc mà mấy anh em đừng bây giờ mấy anh em suy nghĩ là nên tìm hiểu con DK đó, mấy anh em cứ bây giờ mấy anh em nên lo câu chuyện là bây giờ trong trường hợp mà nếu như mấy anh em không quay ra con DK thì nó sẽ như thế nào. Còn tìm hiểu thì nhiệm vụ để tôi tìm hiểu, còn mấy anh em giờ cứ lo là làm sao để có được con DK. Đó là câu chuyện của mấy anh em bằng giấy tím hay là bằng mọi nguồn nào đó mấy anh em có được con DK được. Còn trong trường hợp mà Vinagame cảm thấy bây giờ người chơi đồng hành với nhà phát hành thì nhà phát hành cảm thấy mấy anh em ok thì mấy anh em nhà phát hành cho quay định hướng. Đó, cho nhà phát hành cho mấy anh em quay định hướng, còn nhà phát hành không ra cho thì thôi. Bản thân tôi nếu mà tôi làm bên Vinagame thì tôi sẽ cho mấy anh em quay định hướng.
tại vì con DK này là một con giai đoạn cuối cho nên là game nó cũng trong thời gian sinh nhật thì để đồng hành cùng với mấy anh em, thì nếu tôi về nhà phát hành thì tôi sẽ cho mấy anh em quay định hướng. Nhưng mà con tăng tớp tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là con tăng tớp cho vô vòng quay, nhưng mà Vina Game cho quay với đen thì mấy anh em biết là Vina Game tốt với mấy anh em như thế nào rồi đó. Rồi ok ha. Còn lại sự kiện, mấy sự kiện khác thì chưa nhà cầu nguyện rồi ưu đãi nạp 50 phiếu rồi chiêu mộ hẹn giờ thức tỉnh Hero Hero, mấy cái này mấy anh em biết hết rồi đó, mấy cái thông tin thì mấy anh em mới cập nhật trên đây. Nhưng mà lần đầu tiên là tôi thấy là trên fanpage cập nhật sớm hơn cái trang web. Ngày hôm qua khi mà trên bay đăng cái bài này thì tôi lên trên web tôi check thì lại chưa có. Đó, trên chưa lên, tôi lên trên bay thì tôi coi là trên web lại chưa có, thì thường là hình ảnh là tôi lấy ở trên trên web lấy xuống. Đấy. Tôi lấy ở trên web tôi lấy xuống cho nên là ngày hôm qua tôi check web tôi không có cho nên là tôi không có làm. Rồi, ok vậy thôi. So 2 chứ tất cả đều 2 đó, chỉ mấy con